Liên tục chương trình của chúng ta bây giờ là sự góp mặt của nữ diễn viên điện ảnh Mộng Vân. Mời các bạn hãy ngắm nhìn tà áo Việt Nam của Mộng Vân. Các bạn thân mến, chiếc áo dài mà Mộng Vân đang giới thiệu với chúng ta là sự kết hợp rất hài hòa giữa hai phong cách phương Tây và phương Đông. Nhà tạo mốt đã sử dụng chất liệu lan rất hiện đại để tạo nên dáng vẻ mềm mại và mỏng manh như một cánh bướm cho trang phục này, nhưng đồng thời vẫn làm tôn lên vẻ sang trọng và quý phái với phần ren được kết hợp thể hiện ở phần trên của áo. Ngắm nhìn dáng đi uyển chuyển của Mộng Vân, chúng ta lại liên tưởng đến những cánh bướm chập chờn bay trên màu xanh óng ả của quê hương chúng ta.